Xin được cảm ơn ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, và xin được chúc mừng nhóm các tác giả. Là cây bút, khối óc tinh thần là đàn, đường đàn ra đi chẳng hề cong. Cây bút như cái cây trên ruộng, sới sao gieo trồng hoa thơm trái ngọt. Bút là đánh cân công lý, đo đếm cân đong thêm thang bằng. Là cây bút, khối óc tinh thần là đàn, đường đàn ra đi chẳng hề cong. Cây bút như cái cây trên ruộng, sới sao gieo trồng hoa thơm trái ngọt. Bút là đánh cân công lý, đo đếm cân đong thêm thang bằng.